Hello mọi người nha. Hôm nay em đi rừng phát hiện một bể hải âu lá nhỏ nha mọi người. Chuẩn bị mua xí luôn. Lé này. Coi là nó mọc sát đường cái đi luôn nha. Nhưng mà sao không có ai khai thác hết. Còn sót lại đây. Sát đường cái đi nè mọi người. Đây là nó mọc nằm ở đất gò. Thói hay là người ta chê, ta không đèo biết. Ta không đèo thì mình đèo. Chờ khô méo luôn. Con này gốc còn khé mọi người. Gốc nó còn đang lớn. Bị chặt chém tan nát hết rồi.
hết rồi. Lại làm kim hải âu quái nữa đây. Đó, trồng cứ dán thế rồi cũng được. Dán đây không hay. Quái. Như rồng tía lại cái đầu thôi. Bạn cái hay nó đang cái cú của trồng đấy. Bạn gái hay bắn cái bác khai quật em nói cái gọt nãy giờ ra rồi bắn nó hay bắn. Nhìn như con thú nha, thú cưng ấy. Chào mạch lại bạn không. Bạn đúng rồi.